Kênh Nhà Đất Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc khu dân cư của ngay vòng xoay con rồng của thị trấn Long Điền anh chị nha. Cách quốc lộ 15 khoảng độ 150m à. Đó, đây, ngang 5 sâu 18. Mặt tiền đường nhựa thông luôn, hướng này ra vào thị 6 anh chị nha. Ra trung tâm hành chính huyện Long Điền. Đó. Này, mình nằm ở giữa nè, cặp giữa anh chị hai cái nhà đang xây anh chị nha. Đó, cái dự án này là ngay cái vòng xoay con rồng nha anh chị. Bây giờ em quay ra vòng xoay con rồng rồi em quay lên thành phố Bà Rịa cho anh chị xem. Vị trí của mình là cách biển chỉ đúng khoảng độ 8 km là tới biển anh chị nha. Đó, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 85 km. Sau này là cao tốc xuống ngay vòng xoay con rồng luôn. Bây giờ em quay ra vòng xoay con rồng cho anh chị xem. Đây, trước mặt mình là quốc lộ 55 nè. Đây là quốc lộ 55 anh chị nha. Đó, hướng quẹo trái là đi về Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc khoảng độ 25 km nha. Đó, đây nè, cái dự án đây anh chị nha. Đó, mình trồng nằm trong này luôn, là đất mình là full thổ cư nha anh chị. Đó. Đó, đây là em đi ra quốc lộ 15 nè. Đó, đi lên đây là ngay vòng xoay con rồng, sau là cao tốc xuống ngay vòng xoay con rồng đây luôn anh chị nha. Đó, nên là anh chị làm nghỉ dưỡng hay là đầu tư sinh lời đây cũng được. Đó, đây anh chị lên đây là ngay vòng xoay con rồng, anh chị quẹo trái đi về biển Long Hải khoảng độ 8 km nha. Đó, quẹo trái là đi về 8 km là tới biển Long Hải, còn đi thẳng luôn là đi về thành phố Bà Rịa, em quay lên thành phố Bà Rịa cho anh chị xem. Còn bên này mà quẹo phải là Hồ Trị Tăng, cũng đi về đường Võ Thị Sáu anh chị nha. Đó. Nói chung là xong là cao tốc xuống ngay đây nè. Đó. Cao tốc của mình là xong rồi xuống ngay cái vòng xoay này nè anh chị nha. Đó. Đường quẹo phải là lên Long Toàn, còn quẹo trái là đây, quẹo trái là đi về ngay cổng chào Long Hải đó anh chị. Đó, còn hướng này là em đang lên trung tâm thành phố Bà Rịa. Đây là thuộc qua cái vòng xoay con rồng, là thuộc cái địa phận của thành phố Long Toàn rồi anh chị, phường Long Toàn thành phố Bà Rịa rồi anh chị nha. Đó, em đang đi là trên trên cái địa phận của thành phố Bà Rịa rồi. Đó, trên này đây cách đất mình khoảng độ chưa đến một cây số thôi, khoảng độ 900m thôi, 500-600m gì đó, là có một cái dự án. Cái dự án này cũng lớn lắm mà em quên cái tên rồi, là nhà liền kề 3 lầu mà ở đây là bán giá là ở tầm đâu tầm 6-7 tỷ hay sao á, 6-7 tỷ một căn, 5 tỷ mấy cũng có, 6 tỷ mấy cũng có, 7 tỷ cũng có, tại vì tùy theo cái vị trí. Đó, là xây nguyên căn như này đây. Đó, nhà thô. Đó. Thì anh chị nào có thích thì vào làm việc cái đó, ở khu đó là bảo vệ nó nắm nhiều lắm. Đó. Rồi còn đây là mà em đang đi thẳng lên cái đường em đang đi là hiện tại là quốc lộ 15 nha anh chị. Đó, hướng ngược lại là đường chính đi về Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận, Hồ Tràm, Hồ Cốc các thứ nha. Đó. Lên đây là em quay cho anh chị xem là trung tâm hành chính tỉnh rồi. À, các thứ là chợ siêu thị các thứ là hết đây. Đây là bên này là trung tâm chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình nè. Đó, anh chị thấy không? Đó, rất chi là hoành tráng luôn. Ừ. Nói chung mà là mình trung tâm, nói chung gần thành phố rồi, gần trung tâm hành chính, gần bệnh viện, nói chung là tắc tặc hết anh chị nha. Đó, bán kính cỡ tầm 2 đến 3 km đổ về thôi, không có hơn nha. Rồi anh chị muốn lên thành phố Hồ Chí Minh á, là đây anh chị đi ra quốc lộ 15 là đón xe lên có cái tiếng mà xe toàn thắng, hôm nay toàn thắng là đi ngang qua cái quốc lộ 15 là đi thẳng lên thành phố rồi. Nó rất là tiện luôn. Rồi sau này cao tốc xuống nữa. Đó. Đây là bên này vẫn là trung tâm hành chính nha anh chị. Trung tâm hành chính là kéo dài khoảng độ mấy trăm mét á. Đó, là bên tay phải của mình là trung tâm hành chính. Đó. À, còn bắt đầu lên tới khu vực này là bắt đầu là tới quốc lộ 51 nè, rồi bến xe, rồi siêu thị, ngân hàng, nói chung là đây này là phường Phước Nguyên, Phước Hưng như thế đây nè anh chị nha. Đó, nên là rất chi là đông đúc luôn, nói chung phường trên này là phường chính nha anh chị, gọi là phường trung tâm á. À, đây là đường Nguyễn Tất Thành này anh chị, quẹo phải đi về Hắc Dịch, Châu Pha, rồi đi về đường tránh quốc lộ 56. À, đây là bên này là ngân hàng dày đặc luôn nè, em quay luôn ra quốc lộ 51 cho anh chị xem nha. À, bên này là ngân hàng, nói chung là mình là trung tâm hết nha anh chị, ở đây gần, nói chung là đường xá thì tiện lợi, đường ô tô chạy thoải mái luôn.
không lo nghĩ gì hết, mà giá chỉ bao nhiêu, giá chỉ có 1,950 tỷ chị nha, 1,9 tỷ một lô như thế này. Đó, còn một lô duy nhất nha anh chị. Anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha, số điện thoại là 0916732748. Mình sẵn đây em giới thiệu luôn là anh nào mà có đất hoặc nhà cần bán gửi em nha, em rao phụ rồi em rao bán anh chị nha, em tới em quay em làm clip như vậy nha anh chị. Đó, phía bên này là bến xe rồi trường học, bến xe Bà Rịa đây này anh chị nha, bên này là cấp mát nè. Đó, cấp mát siêu thị các thứ ở hết đây luôn. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Rồi nhớ like và đăng ký kênh của em anh chị nha.